Quân kính thưa quý vị, thưa con, thì hôm nay lại tiếp tục thông báo cho con có vận chuyển về xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để giao hàng cho anh Trung, cũng là khách hàng quen thuộc của bà con và cũng như là công ty. Thì hôm nay vận chuyển về cho ảnh là 10 tấn 800 kg. Thì mỗi vụ nào thì bà con cũng đặt hàng từ công ty. Lý do là bà con đặt hàng là phân này thì mang tới nhiều lợi nhuận cho bà con mình, giảm được cái giá thành, giảm được cái chi phí đầu tư, nên bà con tiếp tục đặt hàng. Thì chúng tôi thông báo bà con mình thì vận chuyển về đây.